Này thiện hiện, nếu đại bồ tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự quán 12 chi duyên khởi theo chiều thuận nghịch, cũng khuyên người khác quán 12 chi duyên khởi theo chiều thuận nghịch, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp quán 12 chi duyên khởi theo chiều thuận nghịch, hoan hỷ khen ngợi người quán 12 chi duyên khởi theo chiều thuận nghịch. Này thiện hiện, nếu đại bồ tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự biết khổ, đoạn tập chứng diệt tu đạo, cũng khuyên người khác biết khổ, đoạn tập chứng diệt tu đạo, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp biết khổ, đoạn tập chứng diệt tu đạo, hoan hỉ khen ngợi người biết khổ, đoạn tập chứng diệt tu đạo. Này thiện hiện, nếu đại bồ tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nên tự khởi trí chứng quả dự lưu mà chẳng chứng thực tế đắc quả dự lưu cũng khuyên người khác khởi trí chứng quả dự lưu và chứng thực tế đắc quả dự lưu thường xuyên chính thức Tuyên dương pháp khởi trí chứng quả dự lưu và chứng thực tế đắc quả dự lưu, hoan hỉ khen ngợi người khởi trí chứng quả dự lưu và chứng thực tế đắc quả dự lưu, nên tự khởi trí chứng quả nhất lai bất hoàn a à la hán mà chẳng chứng thực tế đắc quả nhất lai bất hoàn a à la hán, cũng khuyên người khác khởi trí chứng quả nhất lai bất hoàn a à la hán và chứng thực tế đắc quả nhất lai bất hoàn a à la hán thường xuyên chính thức tuyên dương pháp khởi trí chứng quả nhất lai bất hoàn a à la hán và chứng thực tế đắc quả nhất lai bất hoàn a à la hán hoan hỷ khen ngợi người khởi trí chứng quả nhất lai bất hoàn a à la hán và chứng thực tế đắc quả nhất lai bất hoàn a à la hán này thiện hiện nếu đại bồ tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nên tự khởi trí chứng quả vị độc giác và chẳng chứng thực tế đắc quả vị độc giác cũng khuyên người khác khởi trí chứng quả vị độc giác và chứng thực tế đắc quả vị độc giác thường xuyên chính thức tuyên dương pháp khởi trí chứng quả vị độc giác và chẳng chứng thực tế đắc quả vị độc giác hoan hỷ khen ngợi người khởi trí chứng quả vị độc giác và chứng thực tế đắc quả vị độc giác. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nên tự nhập địa vị tránh tánh ly xanh của Bồ Tát, cũng khuyên người khác nhập địa vị tránh tánh ly xanh của Bồ Tát, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp nhập địa vị tránh tánh ly xanh của Bồ Tát, hoan hỷ khen ngợi người nhập địa vị tránh tánh ly xanh của Bồ Tát.